Vinh à, đi vào học với con. Nhà mình tuy nghèo nhưng mà con chuyển theo học, con nhớ phải học thật giỏi để theo hướng các anh các chị nhá. Con sẽ cố gắng học thật giỏi. Được rồi, con tin tưởng rồi. Ơ, sao các cậu ấy nói tớ thế? Bọn tớ thích rồi thế ấy. Đi làm sao? Sao các cháu lại nói với nhà chú thế? Các cháu học cùng nhau thì phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau chứ. Vì Vinh nhà nghèo, bọn cháu không thích đoàn kết mình người nhà nghèo, được không? Các cháu có tin chú Bộc Phô có dám các cháu không? Tôi dọa chú Phô đi, bọn cháu không sợ ông chú Phô thoải mái. Được rồi, tí nữa chú sẽ vào lớp. Phô cô giáo các cháu, cho cô giáo các cháu, phạt các cháu. Ôi sợ quá, sợ thật đấy. Ôi anh em ơi, đứng đây làm gì, nói chuyện với cái đồ nhà nghèo. Ôi anh em bảo cẩn thận cả, nghèo lõa người. Ôi anh em ơi, đi học đi, không muốn học à. Đi, đi học đi. Vào lớp học đi, tổng quận. Gặp nhiều người đi học, đến nơi xếp cũng không có để đi. Chuyện thôi cho con nhà mình luôn. Anh ơi anh, vườn nhà anh nhiều cỏ như thế này, không biết anh cũng cần thuê người dọn cỏ hộ không? Chứ em thấy nhiều cỏ quá. À ừ, thế đây, chú vào đây nhá, nhổ cho anh mấy cái bãi cỏ này, xong rồi anh gửi tiền chú nhá. Vâng ạ. Ừ, thế làm đi. Xong rồi đấy, bây giờ mình ra đằng kia xem còn cái gì làm không. Chứ mấy cái này vẫn chưa đủ tiền để sắm đồ cho Vinh nhà mình. Cháu phải đưa cho chú đây này. Chú cảm ơn nhá. Chỗ này chắc cũng đủ để mua một cái cặp sách, một đôi dép cho Vinh đi học ở đây nhỉ. Hai Vinh nhà nghèo, lại đứng đây đợi bố mang cái xe đạp ghẻ đây này, có về à? Kẻ tớ liên quan gì đến cậu? Sao suốt ngày cậu cà khịa tớ thế? Quá. Vì sao? Vì bọn tớ thích thế này, có được không? Có được không? À, nghèo. Nghèo quá anh à. Vì những người nhà mình là bị bất lạc thương phẩm. Đồng bào trong và ngoài. Đi học, đôi dép không có, thì học cái lỗi gì? Các cháu, sao cứ chơi với nhà chú đi? Vì nó nghèo chứ làm sao? À Vinh ơi Vinh, vô cái này cho con này. Tè tè. Ba, mới chiếc mới. À đây, vô cặp cho con nữa. Ba.
ông chú ấy nhìn nàng nghèo thế này á, chắc là đi lấy ở đâu rồi. Đúng rồi đấy Tuấn ạ, chắc nhặt ngoài bãi rác đi, nhà nghèo thế này làm gì có tiền, nên là lại đi ăn trộm mình nhờ. Này các cháu, các cháu đừng vu oan cho chú như thế nhá. Đây là mồ hôi công sức của chú làm ra đấy, các cháu không biết gì, đừng có nói. Thế thì kinh rồi. Thôi anh em ơi, đi về để ở đây ngủ, mua nhà nghèo có chi quá. Đi về đi. Cảm ơn quan tâm động viên của gia đồng hứa quyết tâm học tập ngày một tiến bộ và đạt được cao. Năm học 2020 2021 cho con học sinh như những bạn thi được. Thôi không sao đâu bố ạ, nhà mình tuy nghèo nhưng con vẫn thấy hạnh phúc mà bố. À bố ơi, bố lấy tiền ở đâu mua dép và cặp sách cho con đẹp thế? À tiền hôm nay bố đi làm cả ngày đấy con ạ. Con thấy thích không? Đẹp lắm bố ạ. Con thích lắm. Con cảm ơn bố ạ. Thôi được rồi, bây giờ bố về đi. Bố ạ. Vâng ạ.